Tưởng chừng như Ngọc Trinh đã quay xe 180 độ theo đuổi hình tượng kín đáo nhẹ nhàng, ấy thế mà mới đây cô lại khiến dân tình bỏng mắt với phong cách vô cùng táo bạo. Sau hơn 3 tháng bị tạm giam và đang nhận án treo vì hành vi gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh có nhiều thay đổi khiến dân tình ủng hộ. Điển hình là nữ người mẫu ăn mặc kín đáo hơn, chuộng phong cách nhẹ nhàng như nàng thơ. Cho đến mới đây, người đẹp Trà Vinh cùng quản lý đã có buổi tụ họp tranh xả để đón sinh nhật cùng nhau. Đặc biệt lần này, nữ hoàng nội y nóng bỏng ngày nào đã tái xuất, cô diện đầm ôm sát vóc dáng và khoe luôn cả lưng trần gợi cảm. Dù đã tăng cân nhưng Ngọc Trinh vẫn rất xinh đẹp, gây ấn tượng bởi thân sắc rạng rỡ. Tuy nhiên, ngoài ví dụ của Ngọc Trinh thì một chi tiết khiến Thánh Soi phải chú ý chính là sự vắng mặt của Vũ Khắc Tiệp. Sau gần 2 tháng người đẹp về nhà, cô đã tụ họp với hầu hết những người thân cận nhưng vẫn chưa gặp gỡ người bạn gắn bó từ lúc mới vào nghề. Vũ Khắc Tiệp từng lên tiếng giải thích Ngọc Trinh hạn chế gặp gỡ mọi người sau khi xảy ra biến cố, nhưng trên thực tế cô vẫn rất thường xuyên đi ăn uống cùng những người bạn, chỉ là chưa xuất hiện bên ông bầu. Chính vì chi tiết này, cư dân mạng càng có cơ sở nghi vấn mối quan hệ của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đang có vấn đề. Dù trước đó, sau khi thông tin cuối cùng về mức án bị cáo Ngọc Trinh được công bố rộng rãi ở khắp các kênh phương tiện truyền thông, Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng em. Bên cạnh đó, khi có một người anh để lại bình luận chúc mừng hai em, Vũ Khắc Tiệp đã chủ động cảm ơn người này. Dựa vào câu nói này, nhiều khán giả cho rằng Vũ Khắc Tiệp đang nhắc đến án treo một năm của Ngọc Trinh tại phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng cùng ngày. Tại thời điểm khi Ngọc Trinh chập chững bước vào giới showbiz, Vũ Khắc Tiệp chính là người anh thân thiết đã hết sức nâng đỡ, quan tâm và góp một phần lớn để giúp nữ người mẫu gặt hái nhiều thành công trước khi cô vướng vào vòng lao lý. Sau một thời gian dù không còn hợp tác trong công việc, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh vẫn duy trì một quan hệ tốt đẹp, luôn dành những lời tốt đẹp về đối phương. Về phần Ngọc Trinh, sau khi được trả tự do, cô cho biết đã rút ra cho bản thân bài học sâu sắc về cuộc sống. Nữ người mẫu hứa từ nay sẽ hoàn thiện bản thân để mang lại giá trị tích cực cho xã hội, trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Hôm nay, sau một quãng thời gian dài, Trinh đã có cơ hội được gặp lại các bạn, những người đã luôn ủng hộ và động viên Trinh bấy lâu nay. Cô viết, nữ người mẫu nói muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của cô. Thời gian vừa qua cũng là cơ hội để Trinh có dịp nhìn nhận lại bản thân. Mỗi chuyện xảy ra với cuộc đời đều có chứa đựng mất và được. Nhưng Trinh vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực, mình được yêu thương nhiều hơn, mình được hiểu thêm nhiều điều rất quý giá trong cuộc sống này. Do đó, Trinh không nghĩ nhiều đến những thứ đã mất mát mà sẽ rất trân trọng những gì mình đang có được ngay lúc này, ngay bây giờ. Trinh nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê mà mình bỏ qua những ảnh hưởng hệ lụy mà nó có thể gây ra. Ngọc Trinh cũng gửi lời xin lỗi vì thất hứa với những hoàn cảnh khó khăn của Trà Vinh vào tháng 11/2023. Cô hứa sẽ cố gắng hết sức để có mặt ngay sau Tết và mong bà con thông cảm cho mình trong hoàn cảnh này.